Mặc dù tên tuổi gắn với ba doanh nghiệp nhưng Phạm Quang Linh lại không phải người góp vốn hay điều hành các đơn vị này. Sự thật đằng sau càng khiến dân mạng bất ngờ, có cả Thủy Tiên cũng xuất hiện trong danh sách. Theo đó, một số thông tin cho biết hiệu nước hoa Ado thành lập từ năm 1986 tại Pháp. Tháng 10 năm 2021, hiệu này ra mắt tại Việt Nam dưới sự điều hành của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thủy Tiên và các cộng sự. Về phần Quang Linh, bên cạnh vai trò là một KOC, Phạm Quang Linh còn có công việc kinh doanh riêng ít người biết đến, tên tuổi của anh bất ngờ liên quan đến nhiều công ty có vốn tiền tỷ. Gần đây, trên trang cá nhân hơn 2 triệu người follow, theo dõi của Quang Linh Vlogs đã đăng tải bài viết liên quan đến việc khách hàng phản hồi sản phẩm rẻ sườn lợn gác bếp được bán trên livestream của kênh TikTok Phạm Quang Linh không giống chất lượng như quảng cáo. Quang Linh đã vào bình luận trong video, em cảm ơn anh đã xem livestream và mua hàng, đây là phiên live của em. Bên em đang làm việc với brand về việc sản phẩm mẫu và sản phẩm gửi cho khách hàng có phải là một không, sẽ có phản hồi sớm cho khách hàng ạ. Khi Quang Linh lên tiếng, Dê đã xóa video và giải thích rằng anh nể phục cách Quang Linh xử lý câu chuyện theo hướng văn minh, không trốn tránh trách nhiệm. Quang Linh Vlog tên thật là Phạm Quang Linh, sinh năm 1997, quê tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Linh được biết đến là một YouTuber nổi tiếng với kênh hơn 4 triệu lượt follow với các nội dung liên quan đến cuộc sống tại châu Phi. Quang Linh cũng thường xuyên livestream bán hàng trên kênh TikTok của mình, đa số là sản phẩm của nhiều nhãn hàng khác nhau. Đầu tiên là công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Linh Vlog Store. Một số thông tin cho biết công ty này được thành lập từ tháng 7 năm 2022 bởi Phạm Quang Linh và các thành viên team châu Phi. Đơn vị này cho biết xuất phát từ mục tiêu cống hiến cho cộng đồng, các thành viên trong nhóm mong muốn được trích doanh thu từ hoạt động kinh doanh để cống hiến cho cộng đồng. Thông tin từ Cổng Thông tin Quốc gia về thành lập doanh nghiệp cho biết công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Linh Vlog Store được thành lập với vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính là bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh. Các ngành nghề kinh doanh khác được đăng ký liên quan đến bán lẻ thảm, đệm, sách báo, nước hoa và các hàng hóa khác. Bản công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp năm 2022 cho thấy thành viên góp vốn gồm ông Trần Chí Tâm, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, góp 800 triệu đồng, tương đương 80% vốn, và bà Võ Thị Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, góp 200 triệu đồng, tương đương 20% vốn. Đến tháng 10 năm 2022, hai cá nhân này tăng vốn góp lên gấp đôi, nâng vốn điều lệ doanh nghiệp lên 2 tỷ đồng. Một công ty khác liên quan đến Quang Linh Vlogs là công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Linh Group. Thông tin từ một số trang tuyển dụng cho biết công ty này được thành lập bởi Phạm Quang Linh và các thành viên khác. Công ty này chuyên phân phối sản phẩm lăn khử mùi được sản xuất bởi công ty Sciences Pharma của Pháp. Thông tin từ Cổng Thông tin Quốc gia về thành lập doanh nghiệp cho biết công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Linh Group được thành lập vào tháng 8 năm 2022 với vốn điều lệ 3 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính là bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh. Các ngành nghề kinh doanh khác được đăng ký liên quan đến bán lẻ thảm, đệm, sách báo, nước hoa và các hàng hóa khác. Mức vốn điều lệ này được giữ nguyên tới hiện tại. Chủ sở hữu là ông Nguyễn Việt Dũng, sinh năm 1994, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Ông Dũng cũng là người đại diện pháp luật kiêm giám đốc doanh nghiệp. Cả hai doanh nghiệp có tên liên quan đến Quang Linh đều được đăng ký kinh doanh tại thành phố Hà Nội. Ngoài hai công ty này, năm 2022, Phạm Quang Linh còn vừa được bổ nhiệm làm phó chủ tịch công ty cổ phần Faco Việt Nam. Doanh nghiệp này là đơn vị chủ quản, phân phối độc quyền hiệu Ado tại Việt Nam. Một số thông tin cho biết hiệu nước hoa nêu trên thành lập từ năm 1986 tại Pháp. Tháng 10 năm 2021, thương hiệu này ra mắt tại Việt Nam dưới sự điều hành của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thủy Tiên và các cộng sự. Còn công ty cổ phần Faco Việt Nam được thành lập vào tháng 11 năm 2021 với vốn điều lệ 4 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn đồ dùng khác cho gia đình, cụ thể là bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh. Cổ đông sáng lập gồm 4 cá nhân: Lê Thành Công, thành phố Hà Nội, góp 2,2 tỷ đồng, tương đương 55% vốn góp; bà Đào Thị Hà, thành phố Hồ Chí Minh, góp 400 triệu đồng, 10% vốn góp; Hoa hậu Nguyễn Thúc Thủy Tiên góp 400 triệu đồng, 10% vốn góp; Nguyễn Ngọc Sáng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, góp 1 tỷ đồng, 24% vốn góp.